ép mua sơ kinh, ghép lại mấy cái sơ kinh này, ướm ép cái đôna này vô. Đấy. Chuyển từ Luna sang Musikin. Bây giờ nhiều bà con không còn chuộng Musikin nữa nên quyết định ghép sang Luna. Nó nằm con là chủ dùng đồ cô. Nằm con này. Dạ, phật hồng thì hoài hoài dù nó. Ừ, chỉ hoài này cũng khỏi vầm dùng muốn ăn phùa nà. Nhưng mà chả nó hai cái má ăn phùa nà. Đấy. Chuẩn bị xong một cây nha anh em nha. Dạ, cái này gan chẳng lộc khoai mấy. Lộc gan trái. Vừa vừa phục y kép quảng này cũng có lò chung dù nó phân lít. Thế lên mấy chuyện lào hình sáu các bạn. Nà cú lòng nhất là bố cú liều thì hạ lên nhiều với thành cây. Thì cú cũng chẳng ngại mà. Cú chủ tú hạ lên nhiều. Cứ ghép như thế này thì có 2 tháng. 2 tháng là chắc ăn nhất, tốt nhất là 2 tháng. Đấy được một cây. Nha anh em nhé. Quan trọng cái bịch này là chúng ta phải tưới được. Nếu mà có hệ thống tưới cái bịch này thì mới nên ghép kiểu này. Rồi ngắt đi thôi.